Giá token AXS tại thời điểm tổng hợp đưa tin đang ở quanh vùng 13,4 đô. Ở nhận định ngày 25 tháng 6, chúng tôi kỳ vọng AXS sẽ có một nhịp hồi phục ngắn hạn lên quanh vùng 20 đô. Tuy nhiên, lực mua đã không đủ mạnh nên khó có thể xảy ra. Trong ngắn hạn, giá AXS đã giảm liên tục từ 18 đô về quanh mốc giá hiện đang quanh vùng 13 đô. Xu hướng tăng giá trong ngắn hạn của AXS cũng đã bị phá vỡ. Chúng tôi cho rằng AXS sẽ sớm có một nhịp giảm về quanh vùng 11,9 đô đến 9,3 đô. Về dài hạn, AXS đã giảm liên tục, chia 20 lần kể từ all time high được thiết lập vào tháng 11 năm ngoái là khoảng 160 đô. Volume kể từ thời điểm đó đến nay đã giảm đi đáng kể. Có lẽ cơn sốt GameFi đã dần đi qua, cộng với các tin xấu không hay về việc AXS không phát triển game play to earn nữa, cũng là một trong số những tác nhân gây ảnh hưởng giá. Từ các dữ liệu phân tích, chúng tôi đánh giá trong dài hạn AXS sẽ giảm về quanh vùng 2,7 đô đến 4,8 đô. Các nhà đầu tư tránh hoang mang, việc tăng giảm trong thị trường này là điều dễ hiểu. Hãy vững tay và chờ ngày thị trường cùng các dự án dần hồi phục. Dĩ nhiên, làm gì có người ốm nào có thể khỏe mạnh lại trong một thời gian ngắn đúng không nào?